Vâng, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Chúng ta tiếp tục với bài học tiếp theo trong phần tố chất của kinh nghiệm sale. Những người chuyên nghiệp sẽ cần những tố chất gì? Bài số 2. Tôi đang nói về 20 tố chất của những người bán hàng chuyên nghiệp. Và trong phần trước, video trước, vì nó hơi dài một chút, tôi đã cắt ra. Nên là tôi đã nói về các cái tố chất như là đến cái phần là dám làm, dám chịu, dám chia sẻ, đúng không ạ? Tư duy tích cực, sự nhạy cảm. Vâng. Thế thì các tố chất tiếp theo tôi sẽ trình bày tiếp. Tôi sẽ muốn các anh chị hình dung ra được rằng là chúng ta sẽ thiếu đủ cái gì và chúng ta tại sao cần phải nó, đúng không ạ? Đó là cái tinh thần là vượt khó, sẵn sàng đối với những cái lời từ chối, đúng không ạ? Thế thì cái tinh thần vượt khó, vượt khổ ở đây thì nhất là chúng ta là sale ấy. Sale là thường bắt đầu với những cái vị trí thấp nhất, như là nhân viên bán hàng tại showroom ô tô, sale bất động sản, đúng không ạ? Sale bán hàng tại cửa hàng thời trang, sale bán hàng tại siêu thị, kiểu kiểu như thế. Thì chúng ta cần phải có cái khả năng vượt khó, sự kiên nhẫn đó. Thì cái đó nó sẽ tương đồng với nhau, đúng không ạ? Sự kiên nhẫn ở đây cũng là một cái tố chất mà hết sức là cần thiết. Chúng ta có thể không dễ dàng thành công trong ngày 1, ngày 2 được. Thậm chí chúng ta sẽ phải cần rất nhiều thời gian. Và người ta nói rằng là cái sự kiên nhẫn này sẽ giúp cho các bạn có thể thành công trong tương lai. Nếu như bạn liên tục, bạn phát triển, bạn tích cực, bạn học hỏi, bạn phạm phải những sai lầm mà bạn vượt qua nó. Các bạn thấy đấy, là muốn trở thành một chuyên gia thì phải có 10.000 giờ làm việc trong một lĩnh vực đó. Nếu bạn trở thành một người bán hàng giỏi, chắc chắn bạn vẫn cần 10.000 giờ bán hàng. Chứ không phải tự dưng các bạn xem một chương trình video của tôi, đọc một vài cuốn sách, đi một vài hội thảo là các bạn trở thành chuyên gia bán hàng đâu. Các bạn chỉ cần là trong một chương trình đào tạo, các bạn học được một số ý tưởng, thấy hay quá, thấy phù hợp quá, thì hãy áp dụng ngay, được chưa? Tôi đang nói về cái sự vượt khó, tôi đang nói về cái sự kiên nhẫn, tức là chúng ta vẫn cần phải có thời gian, bởi vì chúng ta sẽ luôn luôn gặp những cái khó khăn. Khách hàng sẽ nói lời từ chối 80%, 90%, thậm chí 99% khách hàng sẽ từ chối bạn nếu như sản phẩm của bạn khó bán và bạn không phải là một người sale quá xuất sắc, đúng không ạ? Vâng, chúng ta cần phải có một cái tố chất, đó là lòng biết ơn. Chúng ta sẽ biết ơn tất cả những cái thứ mà cha mẹ, thầy cô, sự khó khăn, đúng không ạ, khách hàng đem đến cho chúng ta. Thí dụ như tôi cũng bây giờ thì cũng có một chút ít gọi là sự thành công nhất định trong đường học vấn, trong kinh nghiệm và trong thu nhập. Tôi dám nói rằng là mới chỉ thành công chút ít, có một chút gọi là chưa dám vỗ ngực. Và tôi rất biết ơn rằng là ngày xưa tôi đã có một cái tuổi thơ, một cái khoảng thời gian rất là dài, gia đình khó khăn, nhà nghèo. Mình đã phải lao động, mình đã phải làm việc rất vất vả. Thì bây giờ mình vẫn yêu lao động, mình chăm chỉ làm việc và mình không trông chờ vào những cái sự dựa dẫm, không trông chờ vào những điều may mắn sẽ tự đến với mình, mà mình phải cố gắng chủ động đi tìm những cơ hội. Cơ hội nó sẽ luôn sẵn có, may mắn sẽ mỉm cười nếu như bạn trở nên chăm chỉ, đúng không ạ? Thì tôi biết ơn những cái thời kỳ quá khứ khó khăn của tôi, đúng không ạ? Các anh chị cũng nên như vậy. Chúng ta đừng than thân trách phận rằng là tại sao chúng ta không sinh ra trong một gia đình giàu có hơn, rằng là chúng ta lựa chọn cái sản phẩm, lựa chọn cái thương hiệu, lựa chọn cái công ty bán hàng cứ dễ như là chơi, đúng không ạ? Đôi khi cái sự dễ dàng nó lại giết chết cái tinh thần ham học hỏi, cái tinh thần là vượt khó, nghị lực của chúng ta, cái sự tích cực của chúng ta. Cái lòng biết ơn này còn được thể hiện là cái người dẫn dắt của chúng ta, đúng không ạ? Cái người sếp đã trao cái cơ hội đấy cho chúng ta, cái người anh, người chị đấy đã chỉ cho chúng ta một con đường, cái người thầy đấy đã giúp cho chúng ta một cái phương pháp. Ví dụ như vậy, chúng ta phải có lòng biết ơn. Và đặc biệt đối với là nghề sale thì chúng ta phải biết ơn chính khách hàng của mình. Nhờ có họ cho nên là chúng ta mới có ngày hôm nay, đúng không ạ? Hãy tri ân những cái khách hàng mà họ đến với mình, họ ở với mình, họ ở lại với mình những lúc mình vẫn còn khó khăn, còn nhỏ. Chứ còn bây giờ mình lớn rồi, mình chuyên nghiệp rồi, mình bùng nổ rồi, doanh thu mình lớn rồi thì có thể mình sẽ không quá quan trọng. Thì hãy thể hiện cái lòng biết ơn đấy trong cái triết lý kinh doanh, trong cái đạo đức kinh doanh và trong cái cách thức kinh doanh, đúng không ạ?
Và tôi cũng có nói đến sự kiên nhẫn, đúng không ạ? Sự kiên nhẫn ở đây là kiên nhẫn cả về thu nhập, kiên nhẫn cả về công việc, cái sự thăng tiến, kiên nhẫn cả việc thời gian tiếp xúc với khách hàng. Để có được một đơn hàng, đầu tiên có thể bạn sẽ cần đến 2 tháng, 3 tháng bạn làm việc rất chăm chỉ, bạn chăm chút gặp khách hàng nhưng vẫn chưa chuyển đổi thành khách hàng. Nhưng khi bạn nghỉ ra khỏi công ty đó thì đơn hàng mới lại đến. Bởi vì lúc bạn nghỉ thì lúc đó khách hàng mới nhận ra rằng và biết được rằng bạn mới là người bán hàng, bạn có khách hàng. Và khách hàng lúc đó mới nhận ra nhu cầu của chính họ thì bạn lại nghỉ mất rồi, đúng không ạ? Đấy, thế cho nên là cái sự kiên nhẫn ở đây nó bao gồm cả thời gian, sự chăm chỉ và cái khả năng phục vụ khách hàng. Chúng ta cũng cần phải luôn cố gắng, đúng không ạ? Hôm nay chúng ta đặt một cái mục tiêu như thế này, nhưng ngày mai chúng ta phải đặt một cái mục tiêu cao hơn, ngày kia chúng ta phải đặt một cái mục tiêu cao hơn nữa. Chúng ta phải có mục tiêu, chúng ta phải luôn luôn tỏ ra sự cố gắng. Sự cố gắng đấy được thể hiện trong thời gian làm việc, năng suất làm việc, phương pháp làm việc đối với chính người chủ thuê chúng ta, đối với chính người là nhân viên của người ta, của chúng ta khi nếu mà chúng ta làm sếp, đúng không ạ? Và cái sự cố gắng này là cố gắng giải quyết cái vấn đề của khách hàng một cách đầy đủ nhất, chi tiết nhất, thấu đáo nhất và lo lắng cho khách hàng, đúng không ạ? Hãy sống chết với khách hàng. Đấy, thì hãy luôn cố gắng làm hài lòng nhiều nhất, thỏa mãn nhiều nhất cái mong muốn và cái nhu cầu của khách hàng thì bạn sẽ thành công. Có câu nói vui người ta hay nói là mình hết mình với khách hàng thì khách hàng sẽ hết tiền với mình, đúng không ạ? Vâng. Một cái nguyên tắc nữa trong cái phần tố chất của người kinh nghiệm sale, tôi cho rằng đó là chúng ta phải có những nguyên tắc và chúng ta không được vượt qua những nguyên tắc này. Tôi lấy thí dụ, các nguyên tắc các bạn có thể tùy ý các bạn chọn những nguyên tắc đó là gì. Nhưng mà các bạn có thể lựa chọn những nguyên tắc mà về pháp lý chẳng hạn thì sẽ không bao giờ được vượt qua. Ví dụ như bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng mình sẽ không làm. Bán gì thì bán, chứ đừng bán lương tâm, đúng không ạ? Đấy chính là cái nguyên tắc mà chúng ta sẽ thấy. Và tiếp đến đấy là những cái vấn đề về vi phạm pháp luật, những cái vấn đề về gian lận, những cái vấn đề mà chúng ta mà có thể gây ra cái hậu họa về sau cho thương hiệu, cho bản thân, thậm chí chúng ta phải trả giá bằng tuổi trẻ, trả giá bằng những cái bản án về mặt pháp lý. Bởi vì tôi nói với các bạn nghe là tôi là có 2 bằng đại học luật, tôi có bằng đại học cử nhân luật và tôi có bằng thạc sĩ luật, cho nên là trong cái bài giảng của tôi hơi có một chút khác so với các cái giảng viên khác rất nhiều. Đấy là tôi luôn khuyên chúng ta hãy thận trọng với pháp lý. Đó, ý tôi là như vậy. Và tôi cũng như vậy. Có rất nhiều người mời tôi vào hệ thống đa cấp bởi vì họ nhìn ra cái khả năng của tôi là khả năng kết nối, khả năng thu hút đám đông. Tôi có khả năng đào tạo, có khả năng training, có khả năng truyền cảm hứng. Như vậy, đấy là một cái trong số những cái tố chất của một người làm sale. Và tôi có khả năng kết nối như vậy thì có thể tôi sẽ kết nối được rất nhiều người vào hệ thống của họ. Nhưng mà tôi dứt khoát là không, đúng không ạ? Tôi không lên án cái chuyện là đa cấp là xấu hay là không xấu. Tôi đủ hiểu biết, đủ trình độ để nói rằng đa cấp là không xấu. Đa cấp chân chính là không xấu, đúng không ạ? Thí dụ như cái thương hiệu như Amway đến bây giờ nó vẫn tồn tại hàng trăm năm trên thế giới. Đấy. Hay Nu Skin tôi biết, đúng không ạ? Nhưng mà người ta mời tôi vào làm, tôi không làm. Bởi vì đây là cái nguyên tắc tôi không muốn vi phạm, đúng không ạ? Ý tôi là như thế. Chúng ta phải tạo ra những nguyên tắc cho chúng ta. Nguyên tắc đấy là gì thì do chúng ta đặt. Nó có thể là sẽ dở hơi, nó có thể sẽ lạc hậu, nhưng mà chúng ta cần phải có nguyên tắc để chúng ta không được vượt qua nó, để tránh cái việc là nếu chúng ta vượt qua nó, hậu họa sẽ xảy ra. Tôi lấy thí dụ như là giả sử như tôi vào đa cấp chẳng hạn, đúng không ạ? Thế thì những người khác người ta không hiểu gì về đa cấp, đúng không ạ? Người ta đã bảo là ốc Phan Anh ông ấy cũng đi làm đa cấp, ông cũng lừa đảo thôi. Thế thì chẳng tội gì mà chúng ta dây vào như thế. Đó. Tất nhiên tôi nói là đấy là quan điểm cá nhân. Và tôi đã nói một câu trước đấy là tôi không lên án đa cấp chân chính, đúng không ạ? Tôi đủ hiểu biết như thế nào là tốt, như thế nào là xấu. Nhưng có những nguyên tắc chúng ta không nên vi phạm. Đó. Được chưa ạ? Chúng ta thống nhất với nhau như thế nhá. Phải đặt ra cái nguyên tắc cho mình. Vậy thì hãy viết vào trong sổ luôn đi là những nguyên tắc gì bạn cần phải viết ra và bạn không được phép vượt qua nó. Đấy. Có rất nhiều nguyên tắc về pháp lý, có rất nhiều nguyên tắc về đạo đức. Thí dụ như là gian dối, thí dụ như là có tình cảm với khách hàng,
rồi có những cái vấn đề phát sinh vân vân, rất phức tạp đúng không? Có những nguyên tắc không được vượt qua, được chưa ạ? Rồi, chăm chỉ thì tôi nói rồi, tôi nghĩ rằng là chúng ta cứ chăm chỉ làm việc, chăm chỉ tìm kiếm cơ hội đúng không ạ? Chăm chỉ hợp tác đấy, và chúng ta luôn luôn chân thành, chúng ta luôn nghĩ cho khách hàng, cho đối tác thì chúng ta sẽ có cái cơ hội rất tốt. Đấy, bản thân tôi thì đến bây giờ tôi cũng rất may mắn là có rất nhiều đơn vị, rất nhiều người anh chị, những cái doanh nghiệp lớn họ mời cộng tác, mời làm việc. Tất nhiên với tư cách là một người đi làm thuê, đúng không ạ? Thuận mua vừa bán trả lương. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh là gì đó, khi bạn chăm chỉ, bạn làm việc, bạn có tố chất, bạn có tư duy, đúng không ạ? Và bạn có tất cả những cái yếu tố để hội tụ lên một cái người bán hàng thành công, một cái người bán hàng giỏi, thì bạn sẽ có rất nhiều cơ hội. Chăm chỉ có nghĩa là như thế, đúng không ạ? Biết truyền cảm hứng, biết cho và nhận. Bây giờ ấy, có rất nhiều cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, họ gặp tôi họ nói là anh không thể tìm được nhân sự đấy, mặc dù lương cũng trả 5-7 triệu, đúng không ạ? Thế thì tôi giải thích như này này. Thực ra là hiện nay internet, online, Facebook, các mạng xã hội khác nó giúp cho cái người chúng ta bán hàng rất là dễ, đúng không ạ? Các bạn biết đấy, tôi cũng có chương trình đào tạo Facebook Marketing by Phan Anh rất là hot, đúng không ạ? Nổi tiếng. Tôi là một trong những cái giảng viên cũng như chuyên gia đào tạo về bán hàng trên Facebook tương đối là nổi tiếng, rất là lâu và giàu kinh nghiệm. Thế thì có rất nhiều người người ta bán hàng ở trên đấy và người ta kiếm được thu nhập tốt, cho nên cái tỷ lệ đi làm thuê bây giờ nó cũng thấp thấp hơn ngày xưa rồi đó. Và những cái công việc như freelancer, tức là việc tự do đấy, làm việc tự do thu nhập cao cũng rất là nhiều, cho nên là để tuyển nhân sự với thu nhập thấp hoặc là lương thấp bây giờ cũng khá là khó tuyển. Đấy cũng là vấn đề đối mặt của khá là nhiều doanh nghiệp. Vậy thì tôi nói câu chuyện đấy ra để làm gì? Tôi muốn nói rằng là gì? Cái người sếp, cái người manager, đúng không ạ? Phải biết truyền cảm hứng. Phải biết truyền cảm hứng thì nhân sự họ sẽ đến với mình. Kể cả là mình còn nhỏ, mình còn kém, mình còn doanh số chưa cao. Đấy là cái câu chuyện mà chúng ta cần phải để ý. Và thậm chí là một người nhân viên trong đội nhóm, một cái đội nhóm nhỏ 5 người, 10 người, thì chúng ta cũng phải biết truyền cảm hứng cho người khác rằng là anh ấy, chị ấy là một người rất chăm chỉ, là một người rất cố gắng, rất nỗ lực. Đấy, chẳng qua anh ấy chưa gặp may, chưa bán được hàng, tôi hãy giúp anh ấy, giúp chị ấy. Thế thì đấy là cái cách mà chúng ta muốn truyền cảm hứng. Cái sự tử tế bao giờ cũng được truyền cảm hứng nhiều nhất, đúng không ạ? Cái sự chân thành, cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đến được với trái tim. Đó là cái nguyên lý mà tôi nghĩ không sai đâu ạ. Vâng, thì đây là một trong những tố chất mà thể hiện dành cho cái tầng lớp là manager hay director trong lĩnh vực sale và bán hàng, đúng không? Một cái nữa tôi cũng muốn nói đấy là cái sự cho đi. Bây giờ người ta hay nói là cho và nhận. Chúng ta phải biết chia sẻ, biết cho đi, chứ đừng có khư giữ cho mình. Ví dụ như là mình có kỹ năng hơn đồng nghiệp của mình, hãy chia sẻ, hãy giúp họ, đúng không ạ? Thế rồi thì chúng ta có nhiều khách hàng hơn, chúng ta hãy nhường đồng nghiệp của mình. Đấy, trong một team KPI là giao như nhau, nhưng mà mình sẵn sàng chia sẻ khách hàng đấy cho đồng nghiệp của mình, thì chắc chắn rằng khi mình gặp khó khăn, người đồng nghiệp đấy sẽ giúp đỡ mình. Đấy là cái khái niệm cho và nhận. Đôi khi chúng ta cũng vì KPI, vì miếng cơm manh áo, vì doanh số, vì cái sự nỗ lực ganh đua trở thành best seller, được nhận giải thưởng này khác, được thưởng thêm tiền, được vinh danh, là chúng ta quên mất, chúng ta không chia sẻ. Thì tất nhiên là nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm, tôi hiểu là như vậy. Nhưng tôi chỉ muốn là chúng ta hãy cố gắng chia sẻ nhiều nhất có thể, hãy cho đi, cho đồng nghiệp, cho sếp, cho công ty, cho khách hàng, thì tất cả những người đấy sẽ cho bạn. Cũng giống như tôi, đúng không ạ? Tôi đang chia sẻ những kiến thức như thế này với một cái sự hân hoan, với một cái sự nhiệt tình, với một cái sự rất là nỗ lực để mà đem được những cái bài giảng, những cái kinh nghiệm hay nhất đến cho mọi người. Tất nhiên là trong suy nghĩ, đúng không ạ? Mọi người sẽ còn đánh giá là chưa được tốt lắm đâu, vân vân, phải cố gắng lên, vân vân, đúng không ạ? Thì hãy góp ý cho tôi sẽ tiếp tục, tôi sẽ tiếp tục để tạo ra những cái sản phẩm tốt hơn nữa cho khách hàng và cho mọi người, đúng không ạ? Một cái tố chất nữa là tố chất cuối cùng là tôi nghĩ rằng là một cái người king of sale sẽ phải cần, đó chính là tố chất hài hước, funny. Vâng, funny ở đây tức là chúng ta người ta nói là gì? Nếu một câu chuyện mà chúng ta biết cách hài hước,
chúng ta biết cách làm cho khách hàng cười. Ai cũng muốn cười, ai cũng thích cười. Thì nó rất là dễ kết thân, nó rất là dễ cởi mở, nó rất dễ là phá tan cái khoảng cách, xa cách, đúng không ạ? Bởi vì khi khách hàng đến với chúng ta bao giờ nó cũng có một cái khoảng cách nhất định. Họ còn e dè, lo ngại, tìm kiếm sự an toàn trong tâm lý. Thế thì cái sự hài hước, sự thân thiện, sâu sắc của mình sẽ giúp rút ngắn cái khoảng cách cũng như là thời gian. Đấy. Thế làm thế nào để có tố chất về hài hước? Hài hước thì có thể học được, không phải là đẻ ra cái là chúng ta có sự hài hước ngay. Tất nhiên có một số người có sự may mắn như vậy. Nhưng tôi nghĩ hài hước hoàn toàn có thể học được. Bằng cách là gì ạ? Chúng ta có thể học các câu chuyện phiếm, đúng không ạ? Chúng ta đọc các câu chuyện cười, thậm chí kể cả những chuyện bậy bựa một chút cũng được, không sao cả. Chúng ta sẽ nói chuyện theo từng cái khung cảnh, từng cái bối cảnh và từng đối tượng khách hàng. Nếu mà ví dụ như tôi nói chuyện với các bạn sinh viên chẳng hạn, hay là những người mà đi học chương trình King of Sales by Phan Anh của tôi tại trung tâm của tôi ấy, thì người ta chạc tuổi tôi hơn tôi một chút thôi, thì tôi có thể nói chuyện bậy bậy cũng được, mọi người vui, mọi người vẫn chấp nhận, đúng không ạ? Thế nhưng mà tôi nói chuyện với khách hàng của tôi là những người lớn tuổi hơn, thì cái sự đùa cợt nó cũng phải rất là tinh tế, nó cũng phải rất là ý nhị, nhưng mà người ta vẫn hiểu, người ta vẫn thấy là sâu sắc, đúng không? Thì cái sự hài hước rất quan trọng, tôi khẳng định là rất quan trọng. Đấy. Chúng ta phải biết là trò chuyện đồng cảm. Hài hước là những lúc cần thiết, đúng không ạ? Thế nhưng mà có những lúc mình cũng phải sâu lắng. Đấy, một cái tố chất nữa, đấy là phải biết đồng cảm. Đồng cảm với khách hàng, đồng điệu với họ. Nếu như họ chia sẻ về câu chuyện cuộc đời họ khó khăn như thế nào, ở công ty chúng tôi đã có những case study là khách hàng đến không hỏi mua cái gì cả, khách hàng chỉ muốn tìm một cái sự chia sẻ chút đi cái nỗi lòng của họ, rằng là họ đã có một cái tuổi thơ khó khăn như thế nào, họ đã bươn trải như thế nào ở Hà Nội, họ đã kết hôn như thế nào và cuộc sống hôn nhân của họ không hạnh phúc ra sao, họ đã phải nuôi con lớn lên như thế nào, vất vả ra sao, và bây giờ họ chỉ trăn trở về điều đó. Thế thì cái người bán hàng là người tư vấn cứ lắng nghe, cứ gật gũi, cũng khóc cùng họ, đúng không ạ? Cũng khóc cùng họ, cũng sụt sùi với họ. Đấy là những cái cảm xúc mang tính đồng điệu chứ không phải là diễn sâu. Đấy, rồi những cái nắm tay rất tình cảm, rất chị em, những cái an ủi, những cái ôm bờ vai, đúng không ạ? Rất là thân thiết, rất là tình cảm. Thì lúc đó bạn sẽ không cần phải bán hàng. Khách hàng sẽ tự mua hàng của bạn và họ không quan tâm đến tiền bạc thực sự. Đấy, nếu như các bạn có thể đạt được cái tố chất đẳng cấp của kinh nghiệm sale như vậy. Vâng, thế thì trong hai cái video, video trước đây và video này, là tôi nói về tố chất bên trong của một cái chân dung người bán hàng chuyên nghiệp, đúng không ạ? Thì tôi xin tổng hợp lại, nó có 20 tố chất như vậy. Tôi muốn giao một cái bài tập nhỏ cho các anh chị. Các anh chị hãy liệt kê 20 cái tố chất tôi vừa nói ra giấy của mình, sổ của mình nhé. Học môn này nhớ có một cuốn sổ học theo. Đấy, và sau đó thì hãy xem, khoanh lại tố chất nào mình đã ok 10 điểm, tố chất nào mình chưa ok 5 điểm, tố chất nào chưa có 0 điểm. Và hãy tìm cách từ chưa có 0 điểm nâng lên 5 điểm, từ 5 điểm đã có nâng lên 8 điểm giúp tôi. Đồng ý không ạ? Đây là phương pháp học rất là hay. Và khi làm được điều đấy rồi thì hãy email cho tôi, Phan Anh. Các bạn tìm trên mạng là Phan Anh Online @gmail sẽ thấy ngay. Hoặc là gọi điện, hoặc là chat Facebook với tôi, các bạn sẽ thấy ngay. Facebook của tôi là Phan Anh VCU, hãy tìm nó để chia sẻ. Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin chào.